Em chào thầy ạ và chào tất cả các anh chị em trong lớp mình ạ. Thưa thầy thì em tên là Thủy ạ, sinh năm 1986, em làm thị trường ở Sóc Sơn, Hà Nội ạ. Thì đợt vừa rồi thì thực ra là em rất biết ơn thầy và những cái bài học mà em cũng đã áp dụng trong bất động sản ạ. Đó là cái đợt đầu tiên em mua nó vào ngày đúng ngày mùng 1 tháng 12 vừa rồi ạ. Thì hôm mưa thì nó đã rẻ hơn thị trường khoảng tầm 1 triệu trên 1 mét đấy ạ. Thì cái mảnh của em nó là 294 mét. Thì rất rất may mắn là được cái anh môi giới ở đấy anh ấy dẫn cho thì đã mua rẻ hơn thị trường. Thì sau 1 tháng thì em lại gửi cái anh môi giới giỏi ở cái thị trường đấy ạ. Thì đúng trong một tháng thì em bắt đầu em giao bán, nhưng mà em chưa đăng trên cái trang bất động sản gì cả, mà cũng chưa đăng bài ở đâu cả. Em chỉ gửi hai anh cái môi giới ở giỏi ở cái khu vực đấy. Thì trong đúng một ngày thì anh ấy bán được sản phẩm đấy cho em và lãi thì được 2 triệu trên 1 mét ạ. Thực ra cái mảnh đất này là em cũng không có tiền ạ, nhưng mà em lại đi làm không đồng. Em cũng áp dụng được cái ý tưởng của thầy đó là làm không đồng. Thì thằng bà em cũng đã bán được cái sản phẩm đấy đúng là trong 1 tháng. Những người làm cùng em là rất là vui ạ. Em chỉ bỏ một chút thôi, nhưng mà đa số là huy động vốn. Cái mảnh đấy nó rơi vào 2 tỷ 350, nhưng bây giờ em bán được 2 tỷ 9 á. Em học lớp combo của thầy, nhưng em học từ bắt đầu từ tháng 10 vừa rồi ạ. Vâng ạ, em có học một lớp gọi vốn của thầy thì em bắt được cái ý tưởng đấy, thế là em áp dụng luôn. Đúng là buổi hôm đấy là em học buổi sáng của thầy, thì buổi tối em đi đặt cọc cái lô đấy, đi đặt cọc trong đêm luôn ạ, lúc 10 giờ lúc 9 giờ tối. Rồi em cảm ơn thầy ạ, cảm ơn các anh chị em.